Xin chào các bạn, đây là Nắng Ấm và đã lâu chúng ta không nói chuyện. Thì hôm nay video này Nắng Ấm sẽ nói đến căn bệnh trầm cảm và cách vượt qua cái căn bệnh này. Rất là nhiều người ở xung quanh mình đã nói với Nắng Ấm là nên làm cái video này, chủ đề này, và kể cả má chồng của mình cũng nói như vậy. Tại vì Nắng Ấm đã trải qua một khoảng thời gian rất là khủng hoảng, rất là nói chung là thất bại này nọ, và mình đã gượng dậy và đã trở thành một Nắng Ấm bình thường như ngày hôm nay, là vui vẻ, năng động, không có buồn nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Tại hiện tại thì Nắng Ấm cảm thấy các bạn trẻ bị bệnh trầm cảm, stress và tự tử rất là nhiều ở tuổi rất là trẻ, và những người lớn thì cũng vậy trong những lúc mình nghỉ quẩn á. Thì bây giờ Nắng Ấm sẽ đi sâu vào cái chủ đề này nha. Trầm cảm ở trên sách vở lý thuyết á, họ ghi là một loại rối loạn khí sắc, bệnh do hoạt động của một phần của bộ não bị rối loạn gây nên, tạo thành những biến chứng đổi thất thường trong suy nghĩ, hành vi và tác phong. Có nghĩa là họ giải thích đó là trong cái bộ não của mình, một phần cái bộ não của mình nó bị rối loạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của mình, ảnh hưởng tới cảm xúc của mình và ảnh hưởng tới cái hành vi của mình, làm cho mình không có bình thường, làm cho mình rất là buồn bã. Bây giờ thì theo kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm của bản thân thì Nắng Ấm sẽ giải thích trầm cảm là gì. Trầm cảm có nghĩa là mình bị rối loạn cảm xúc, có nghĩa là mỗi ngày mình thức dậy thì mình cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi và cảm xúc mình rất là buồn, và mình cảm thấy mình không có làm được gì, mình cảm thấy giống như mình vô dụng, mình cảm thấy mình thất bại, mình cảm thấy không được tốt, mình không tốt. Mình cảm thấy buồn rất là nhiều, và thường á, cái trầm cảm thì do stress gây ra, là căng thẳng của cuộc sống, căng thẳng về trường học và căng thẳng của những chuyện tình cảm cá nhân, ly dị, chia tay này nọ, thì hoặc là một cú sốc nào đó trong cuộc sống của mình, thì nó gây nên cái bộ não của mình, nó làm cho mình rất là buồn, và cái chuyện buồn nó kéo dài thì nó sẽ trở nên bị stress nặng và trở nên trầm cảm, là rối loạn cái cảm xúc của mình. Bây giờ là Nắng Ấm sẽ nói về cái câu chuyện của bản thân mình thật là ngắn gọn, và sau đó thì sẽ nói về cái cách vượt qua nhé. Thì cách đây khoảng 2 năm thì lúc đó thì Nắng Ấm đã có việc làm rất là thành công, mình làm một cái vị trí cũng rất là tốt, và mình có đầy đủ tiền để mình xài mỗi ngày, mình có chồng mình, rồi có một gia đình hạnh phúc, là một người thì có bằng cấp, có công việc, nói chung là một cuộc sống như ý của Nắng Ấm muốn. Thì khi trong tay mình đã có tất cả, giống như là một người rất là độc lập, không có cần phải dựa vào ai hết về tiền bạc này nọ, thì đùng một cái thì nói cho công bằng thì cái công việc lúc đó Nắng Ấm làm thì nó rất là stress, nó rất là căng thẳng. Căng thẳng ở đây là do những cái người làm với mình không có được tốt, giống như là căng thẳng mà mình làm ở đó rất là lâu, mỗi ngày cái stress nó cứ mỗi ngày nó cứ dần dần nó cứ vô trong người mình một chút một chút một chút. Thì đến một lúc nào đó thì mình stress rất là nhiều. Và trong cái khoảng thời gian thì cái tính hồi xưa của mình là mình đi đâu mình cũng muốn chiến thắng, mình cũng muốn ngoi lên, mình cũng làm manager này nọ. Thì trong cái hạn đó thì mình cũng đạt được những gì mình muốn, mình cũng manage cái này cái kia, mình cũng làm này, nhưng mà những người làm chung thì không có được tốt, và cái công việc đó nó stress rất là nhiều. Thì Nắng Ấm nên là kiếm công việc khác, mà trong khoảng thời gian đó thì stress thì mỗi ngày một nhiều. Thì rồi một khoảng thời gian thì mình cảm thấy là mình lúc nào cũng căng thẳng đầu óc hết. Sau khi mình căng thẳng đầu óc thì bắt đầu là cơ thể thì lúc đó cũng không có tập thể dục, không có để ý nhiều á. Thì khi mà mình cái đầu mình nó căng thẳng nhiều quá thì nó làm cho cơ thể mình yếu, và khi cơ thể mình thí dụ mình không có take care, mình ăn uống không điều độ, mình cứ đi sáng dậy sớm đi làm rồi về thì làm cơ thể mình yếu thì nó sẽ quật mình. Thì trong khoảng thời gian đó thì Nắng Ấm cảm thấy cơ thể mình không có được khỏe, rồi rất là nhức đầu, rồi mình phải nghỉ làm để mình ở nhà mình giống như là mình đi khám bác sĩ này nọ đó. Thì
trong cái khoảng thời gian đó thì cái công ty của mình cũng không có làm ăn, không có được tốt. Công ty mà mình làm thì nó đóng cửa thì mình lại không có job. Và khi mà mình cảm thấy không khỏe và mình không có job và không có công việc đó, thì mình cảm thấy mình coi như là mất hết tất cả, mình không có làm được cái gì hết. Thì khi mà mình đi khám bác sĩ này nọ thì không có thử máu, không có cái bệnh gì hết. Nhưng mà cái ở đây là mình bị căng thẳng quá, stress quá, cho nên nó làm cho mình không có được khỏe. Thì cái khoảng thời gian đó thì mình chẳng làm được gì hết, không có đi làm, cũng ở nhà thì cũng không có làm được nhiều thứ tại không có khỏe. Thì mình cảm thấy rất là bế tắc, mình cảm thấy rất là tù túng. Mình thức dậy mình cảm thấy rất là buồn, cảm thấy mất hết tất cả. Mình cảm thấy rất là giống như xuống cái vực thẳm của mình rồi đó. Thì rất là buồn và mình nghĩ đến mấy cái chuyện không có được tốt. Giống như khi mình chết đi thì nó sẽ không còn đau khổ và mình sẽ không còn suy nghĩ. Thì đó là cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Thì nhưng mà thì nắng ấm chịu thoáng suy nghĩ qua thôi. Nhưng mà bình thường thì mình đầu óc mình rất là giống như là strong á, là rất là cứng cáp. Nhưng mà bất kể người nào mà cứng cáp tới đâu thì khi mình stress nhiều, mình có những cú sốc nhiều thì mình cũng sẽ bị quật một cái dạng vậy, là mình bị stress. Khi mà đi khám ra thì mình cũng chẳng có bị gì, chỉ là stress, chỉ là nên relax, kiếm công việc khác tốt hơn, rồi nên đi du lịch, thả lỏng người, giống như là take care bản thân thì nó sẽ tự nhiên hết. Thì cái lúc đó thì mình cảm thấy mình rất là bế tắc, rất là chán, nhưng mà mình suy nghĩ trong đầu thì mình phải tự ngoi lên để nghĩ tới một tương lai tươi sáng thôi. Thí dụ mình ngồi đây mà mình cứ suy nghĩ vẩn vơ thì nó sẽ càng tệ hơn. Thì mình phải cứu mình ra khỏi cái tình trạng đó, chứ không có ai cứu mình được. Thì bây giờ thì mình sẽ nói cái cách mà chúng ta sẽ vượt qua cái bệnh trầm cảm. Thì có vài bước sau đây. Thì nắng ấm đã vượt qua cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy mình rất là bế tắc. Thì cái thứ nhất á, là mình phải build up sức khỏe của mình, có nghĩa là mình phải chăm lo sức khỏe của mình. Một cơ thể khỏe mạnh thì có thể làm được rất là nhiều thứ. Thí dụ như mình bị căng thẳng quá độ mà cơ thể mình khỏe mạnh, mình tập thể dục mỗi ngày thì nó cũng giúp đỡ được phần nào. Chứ cơ thể mình mà yếu á, là nó dễ bị tác động rất là nhiều thứ. Thì trước hết là mình phải lo đến sức khỏe của mình. Thì nếu mà mình lo đến sức khỏe của mình thì những bạn mà cảm thấy không được khỏe thì mình phải đi bác sĩ, mình phải thử máu, mình phải check hết, mình phải kiểm tra hết. Thì khi mà bác sĩ nói mình không có vấn đề gì ngoài cái bệnh stress thôi á, thì bắt đầu mình sẽ tự cứu lấy bản thân của mình. Thì mình nếu mà muốn có một cái sức khỏe tốt thì mình phải ăn nhiều rau, ăn nhiều trái cây và ăn protein, là các chất mà có trong thịt cá, trứng, sữa và chất đạm. Thì nhiều bạn sợ mập á, thì giống như là tránh ăn cơm, bún này nọ. Nhưng mà cái đó cũng cần phải có trong một ngày ít thôi, mình đừng có ăn quá nhiều. Ăn cái gì quá nhiều cũng không tốt. Và các bạn phải uống nước đầy đủ. Hiện tại thì nắng ấm đã có 3 chai nước. Thì mình sẽ cho các bạn thấy một video khác, là một chai á, thì mình để ở chỗ làm, nó bằng inox á, rồi một chai để trong xe. Thì nước để trong xe inox thì nắng chiếu vào nó sẽ không bị hư gì hết. Và một chai thì mình sẽ để vòng vòng trong nhà, trong phòng ngủ. Nếu mình coi tivi mình rảnh thì mình sẽ uống. Cái cơ thể của mình là 70% là mình phải ăn uống đầy đủ, và chỉ có 30% là mình tập thể dục. Mình phải tập thể dục để máu huyết nó lưu thông, nó lên não mình, nó nuôi não mình, thì nó sẽ cho mình những suy nghĩ tích cực hơn. Thì mình phải có một cơ thể khỏe. Khi mà mình cảm thấy mình bế tắc trong cuộc sống thì mình phải lo cho sức khỏe của mình trước. Thì mình phải yêu bản thân của mình trước, chứ không có ai cứu mình ra được. Rồi tập thể dục, và mình phải năng động lên, mình phải năng động, mình làm cái này làm cái kia, chứ mình ngồi một chỗ thì mình rất là nó làm cho cái cơ thể nó mệt mỏi. Rồi cái bước thứ hai là mình phải kiếm những cái gì mà mình thích để mình làm. Trong khoảng thời gian mà các bạn bị stress thì hoặc trầm cảm nặng thì cũng chúng ta có thể đi du lịch để thay đổi không khí,
quên đi hết cái thế giới mà căng thẳng. Không có tiền thì mình đi camping là cắm trại, mình có tiền thì mình đi du lịch này nọ, đi với người thân hoặc đi với một người bạn thân, một người nào mà mình cảm thấy tin tưởng để có thể tâm sự được. Và mình kiếm một cái gì đó để mình làm mình thích. Thì bản thân nắng ấm thì mình kiếm cái chuyện mà mình làm, có thể lúc đó thì đang đợi công việc khác thì cái chuyện mà mình làm để mình cảm thấy mình busy mỗi ngày đó là mình làm YouTube. Khi mình bắt đầu làm YouTube thì mình cảm thấy rất là yêu đời, mình có thể truyền đạt kiến thức cho mọi người mà còn đọc những comment vui, thì đó là cái kênh YouTube của Nắng Ấm ra đời. Nếu mà các bạn coi lại những video đầu tiên của mình thì lúc đó mình cũng còn hơi stress. Nói chung là mình đã tập thể dục, nói chung là mình cũng gượng dậy nhưng mà cũng còn hơi stress. Thì hiện tại bây giờ thì cảm thấy là không có stress nữa. Thì các bạn có thể kiếm những cái công việc mình yêu thích, mình làm giống như là học nhạc, học đàn, làm YouTube, làm video, rồi hoặc là đi ra ngoài mình làm vườn, mình làm bất cứ, mình làm cho bản thân mình bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Thì trong khoảng thời gian đó, những bạn nào đi học thì vẫn đi học, những bạn nào cần đi làm thì phải kiếm công việc để sau này mình có công việc thì mình đi làm. Mình đi làm mình rất là vui, ở nhà thì mình rất là tù túng. Hoặc là các bạn ở nhà các bạn có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà, rồi đi ra ngoài đi bộ này nọ, phải làm cho mình lúc nào cũng bận rộn. Và cái bước kế tiếp là chúng ta phải suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực là positive thinking, là mình suy nghĩ đến một tương lai tươi sáng. Mình có thể làm được điều đó, mình suy nghĩ đến những chuyện vui, đừng đừng có để những chuyện buồn nó ăn vào cái tâm hồn của mình. Theo cái thống kê mà thấy, căn bệnh trầm cảm và những người bị trầm cảm mà dẫn đến tự tử, là khi mà những người tự tử họ cũng có cái gene ở trong người á. Tại Nắng Ấm có nói chuyện một bác sĩ ở trong hãng, thì cái gene mình sinh ra thì mỗi người có đầu óc thì cứng rắn hơn, có nhiều bạn thì yếu đuối hơn, có nhiều chuyện thì có thể làm đối với mình cứng rắn thì sẽ không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà đối với những bạn mỏng manh hơn, dễ vỡ hơn thì cảm thấy buồn bế tắc. Thì mỗi con người sinh ra cái gene như vậy, nhưng mà khi mà mình gặp phải chuyện buồn á thì mình phải suy nghĩ tích cực lên. Thí dụ như những bạn nào đang buồn, đang cảm thấy bế tắc mà coi video này cảm thấy năng lượng mình vô, mình phải suy nghĩ những chuyện mà tốt, là tương lai tươi sáng. Là thí dụ bây giờ mình không có công việc làm, mình suy nghĩ thôi sau này biết đâu mình có công việc tốt hơn, hoặc là bây giờ mình học dở quá, mình suy nghĩ là nhưng mà mình cố gắng rồi sau này mình không làm chuyện này, làm công việc bác sĩ kỹ sư, mình làm công việc khác cũng được. Dạng vậy mình phải suy nghĩ đến một tương lai mà mình vẽ ra và mình nghĩ mình sẽ làm được. Nếu mà mình không làm được 100% thì mình cũng có thể làm được đến 90%, 50%, dạng vậy á. Percent là phần trăm đó các bạn. Thì mình phải suy nghĩ tích cực và mình vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Sau khi mà mình bị trầm cảm hoặc mà mình bị bế tắc trong một cái cú sốc nào đó, ví dụ như ly dị, chia tay, hoặc mình bị học dở hay một cái gì đó, thì mình phải vượt qua bản thân mình, là mình hiện tại mình không khỏe, mình không có lái xe được hay mình không nấu ăn được, thì mình phải ráng ráng mỗi ngày thì mình sẽ làm được mà thôi. Thì mình phải ráng để cho cơ thể mình nó quen đi, nó không có suy nghĩ là mình không làm được chuyện này, mình không làm được chuyện kia, nhưng mình cố gắng thì mình sẽ làm được thôi. Giống như đâu có ai mà sinh ra là làm bác sĩ kỹ sư liền đâu, mình sinh ra thì may mắn thì mình có một cái đầu óc mình nhớ nhiều, mình cứng rắn, rồi những bạn khác thì nhớ ít hơn. Nhưng mà người ta nói cần cù bù thông minh là vậy. Một đứa trẻ thông minh, một người thông minh nếu mà không bỏ thời gian ra học tập và cố gắng thì cũng sẽ không có được thành công như những đứa bé mà không có quá thông minh mà cần cù chăm chỉ thì sẽ thành công hơn. Thì trong khoảng thời gian đó thì Nắng Ấm có tìm công việc khác, cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn, tại mình lo cho cơ thể của mình và mình suy nghĩ một cách tích cực hơn, cho nên mình đã có đi interview và cũng có được công việc làm rất là ưng ý hiện tại. Thì người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, có nghĩa là khi mà các bạn cảm thấy mình đã xuống vực thẳm tận cùng của cái sự đau khổ, của cái sự thất bại, của một cái thế giới đen tối nào đó, và mình cảm thấy rất là bế tắc, mình cảm thấy cả thế giới bỏ quên mình, không ai quan tâm mình, nhưng mà cũng
Còn đâu đó rất là nhiều người quan tâm tới mình. Nếu mà trong gia đình á quan tâm tới mình thì rất là vui rồi. Và mình cũng không nên nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Vì khi mình chết đi thì họ ba mẹ mình rất là đau khổ, những người yêu thương mình rất là đau khổ. Và cái nỗi buồn, nỗi đau khổ đó nó sẽ kéo dài cả cuộc đời của những người mình yêu thương. Thì mình làm như vậy rất là ích kỷ. Cho nên sau cơn mưa trời lại sáng thì mình phải ngồi dậy, mình tập sức khỏe, mình suy nghĩ sáng lên, mình phải, người ta gọi là vẫn tiếp tục hoạt động trong cái cuộc sống này, mình không bao giờ ngưng lại, mình không bao giờ mình cho bản thân của mình bị động lại rồi suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ một cái chiều hướng đi xuống thì không tốt. Tinh thần nó rất là quan trọng, khi mà mình có một tinh thần khỏe, mình suy nghĩ những cái chuyện tốt thì mình đem đến một cái năng lượng tích cực cho những người xung quanh mình. Khi mà các bạn nghĩ là mình ở tận cùng của sự đau khổ và tận cùng của sự thất bại này nọ thì ông trời rất là công bằng. Ông trời không bao giờ mà để cho những cái chuyện đau khổ vùi dập mình. Thì mình có thể là mình nghĩ trời ơi thôi rồi, coi như là đời mình xong rồi, không có còn gì cứu vãn được, không có cái gì. Nhưng rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra, có những cái chuyện tốt sau đó nó sẽ xảy ra tới mình, nó sẽ làm cho mình vui vẻ. Cái đó là sự thử thách của ông trời đối với các bạn mà thôi, cho nên phải vượt qua. Cánh cửa khác đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Sau khi thì mà nắng ấm có cái job thứ hai là do bạn của mình giới thiệu và mình đi vào, mình chỉ làm tạm thời và sau đó người ta thích, người ta mướn mình làm vào luôn. Hiện tại thì nắng ấm làm một công việc như công việc hồi xưa nhưng mà không có phải suy nghĩ căng thẳng như hồi xưa. Công việc nó đỡ căng thẳng hơn và họ còn trả tiền còn hơn công việc kia, mà mình không phải là phải làm manager hay làm một cái gì đó căng thẳng, và những người làm trong chỗ mình cũng rất là tốt với mình. Thì mình cảm thấy mình sau khi mình đã đau khổ, mình mất hết tất cả thì mình cũng đã có công việc tốt hơn và mình cũng khỏe hơn, giống như là mọi thứ nó chiều hướng rất là tốt và còn tốt rất là nhiều hơn xưa nữa. Cho nên các bạn phải suy nghĩ một cách tích cực lên. Và bây giờ hiện tại thì Nắng Ấm cũng đã có một YouTube, có một số lượng subscriber rất là nhiều và có nhiều người rất là thương yêu mình và lắng nghe mình, đang ngồi nghe mình nói đây. Nếu mà Nắng Ấm không có khoảng thời gian bế tắc đó thì chắc chắn là mình, có thể là mình không có kênh YouTube này, cho nên mình cảm thấy là chỉ là ông trời thử thách mình mà thôi. Bước kế tiếp là hãy yêu quý những gì các bạn đang có nghĩa là mình cảm thấy là thí dụ như có những em nhỏ, cái lý do mà những em trẻ bị trầm cảm và tự tử là các em học không có giỏi, cảm thấy là xung quanh mình nó ai cũng học rồi vô đại học hoặc học điểm hóa cao, lý toán cao, thông minh, mà tại sao mình không học được gì, rồi mình cảm thấy mình ngu dốt. Thì cái chuyện đó mình học không giỏi, nhưng mà các em phải nghĩ thoáng ra một chút là có ở đây á, khi mà mình học trung học mình học không giỏi á thì mình vẫn vào đại học được, nó không có ảnh hưởng gì hết. Khi học trung học có điểm chỉ cần pass là điểm C rồi, mình vẫn vào college mình học là đại học 2 năm, rồi mình ngoi lên đại học 4 năm mình vẫn đi làm, mình vẫn bình thường với người ta. Trong trường hợp mình không có thể nhồi nhét bất cứ cái gì vô nữa thì mình có thể học nghề. Mình học nghề may, nghề sửa điện, nghề sửa xe, nghề này rất là nhiều nghề, rồi mình cũng kiếm tiền như người ta, rồi mình vẫn sống bình thường thôi. Chưa chắc là một người đi học đại học ra thành công và giàu có hơn những em mà học nghề. Cho nên con người có số. Đúng là con đường đi đến thành công thì nó rất là gian nan và khó khăn, không phải là đùng một cái mình có bằng rồi đùng một cái mình có công việc tốt. Mình phải trải qua rất là nhiều khó khăn thì mới đi đến thành công được. Tuy nhiên, nếu mà mình học không giỏi thì mình cũng có thể cố gắng hết sức của mình rồi kiếm nghề mình học. Cho nên tiền tài danh vọng thì mình cũng coi nhẹ cái đó một chút. Thì một bên thì Nắng Ấm nói là thành công nó rất là khó, chúng ta phải cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức của mình thì mới đến được thành công. Chứ khi mà thí dụ mình lớn lên, mình thấy bạn bè mình thành công, mình không thành công, mình nghĩ mình lúc đó mình lười thì mình sẽ hối hận.
Tuy nhiên một mặt khác thì mình không có nên ép uổng, hoặc là ba mẹ ép uổng mình quá thì mình cũng có thể tâm sự với ba mẹ, chứ đừng có nghĩ đến chiều hướng mà đi xu. Giống như qua Mỹ không biết nói tiếng Anh, không học được thì nghĩ bị trầm cảm tự tử thì nó không có đáng. Cái chuyện mà không học giỏi với cái chuyện sau này mình có thể kiếm tiền sống nó là hoàn toàn khác nhau. Cho nên các em phải bình tĩnh. Đó. Rồi mình yêu quý bản thân có nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình cảm thấy mình thất bại quá, mình học dở quá, mình không có tiền này nọ, nhưng mà mình có một cơ thể đầy đủ. Có những người người ta khuyết tật, người ta không có tay, có chân, mà người ta vẫn sống rất là lạc quan, thì mình đã may mắn rồi. Còn những bạn thì cơ thể không có đầy đủ, cảm thấy bế tắc thì cũng đừng có buồn. Tuy cơ thể không đầy đủ nhưng cái đầu óc lại làm việc rất là tốt. Vẫn sáng suốt, vẫn suy nghĩ được chuyện này chuyện kia. Còn có những người cơ thể họ đầy đủ nhưng họ giống như là không có được bình thường á, tâm thần á thì rất là tội nghiệp. Cho nên khi mà mình nhìn xung quanh mình nhìn xuống thì mình cảm thấy mình hơn rất là nhiều người, thì mình nên yêu quý bản thân mình và những gì mình đang có, và mình phải suy nghĩ tích cực hơn. Thì như Năng Ấm đã nói là những vấn đề của các bạn trẻ gặp phải là học hành không giỏi, thì cái cách giải quyết tốt nhất là tâm sự với ba mẹ là con không thích, con không thể học môn này môn kia, thì ba mẹ sẽ tìm cách giải quyết, có thể mướn cô giáo giúp mình. Chứ một mình thì cũng không thể, giống như bị mất căn bản á, thì ba mẹ sẽ giúp. Nếu mà ba mẹ có lo thì mình cũng phải giải thích, tâm sự với ba mẹ hoặc tâm sự với một người nào đó mình đáng tin cậy. Có nhiều bạn trẻ thì thí dụ như chia tay bạn trai, chia tay bạn gái mà cũng thấy trầm cảm, thì thật ra ở đời thì cũng có duyên số rồi. Thí dụ mình tập cái cách sống tự lập có nghĩa là mình có yêu thương một người nào đó hoặc cái người đó có bỏ mình đi thì cũng không có gì vấn đề gì lớn hết. Bà Năng Ấm có nói một câu là không có ai yêu thương mình như cha mẹ của mình hết. Kể cả người bạn đời của mình, kể cả chồng hay vợ của mình, một ngày nào đó người bạn trai, bạn gái hoặc chồng, vợ của mình bỏ mình đi vì một người khác hoặc một lý do gì khác, mình cũng không có cần oán trách người đó. Tại vì mình không có thể nào yêu cầu một người lạ, một người dân mà yêu thương mình, hy sinh mình như ba mẹ của mình. Nếu mà họ bỏ mình đi thì lại hết duyên hết phận rồi, mình cũng cứ sống cái cuộc sống này tiếp tục và suy nghĩ tích cực rồi cũng sẽ có người khác tốt hơn, hoặc là mình thất bại cái này rồi mình cố gắng thì sẽ có những thành công tốt hơn. Công việc mình không được ổn định, không có nhiều người thích mình chỗ làm, thì mình có thể cố gắng ra ngoài kiếm công việc khác để làm hơn. Mình đừng bao giờ để cái đầu óc của mình bị căng thẳng quá đến nỗi mình sẽ sụp đổ, thì nó rất là nguy hiểm. Rồi có những bạn trẻ thì đi học thì bị bạn bè ăn hiếp và cảm thấy rất là bế tắc, thì cái chuyện mà nói xấu nhau á, thì nó ở ngoài xã hội. Khi mình đi học thì bạn bè nói xấu thì cách tốt nhất là mình sẽ mà nói cho người lớn biết để tìm cách giải quyết. Còn khi mà mình đi làm mình bị người ta nói xấu thì cũng kệ người ta thôi, thực ra người ta nói người ta chán vậy thôi. Còn chừng nào cái người đó nói xấu mình ảnh hưởng tới mình, công việc của mình, thì mình sẽ báo cho sếp biết. Còn giống như là mình làm YouTube thì có rất là nhiều comment xấu, chửi rủa này nọ, mà Nắng Ấm rất là vô tư, mình chỉ block cái người đó thôi và mình không có đôi co với họ làm gì. Mình cứ nghĩ là tâm thần của họ không được bình thường vậy thôi. Cái chuyện mà sân si nói xấu người khác thì ở xã hội này rất là nhiều, nhưng mà mình phải cứng rắn và coi nhẹ cái chuyện đó thôi. Giống như coi là ông trời thử thách mình để coi mình có cứng rắn hay không, làm cho mình sẽ strong hơn, làm cho mình mạnh mẽ hơn vậy thôi. Và cái bước mà mình vượt qua cái sự trầm cảm là mình sẽ tâm sự với cái người mà mình tin tưởng nhất. Mình có thể tâm sự với chị em của mình, bạn bè của mình, bất cứ cái người nào mà mình cảm thấy thân, để mình giải tỏa cái cảm xúc, cái buồn bã của mình ra để nhờ sự giúp đỡ. Hoặc ở đây thì Nắng Ấm cũng có, nếu mà ai muốn tâm sự thì có thể gửi vô inbox của Facebook của mình kể câu chuyện, thì nếu mà mình giúp được lời khuyên gì theo kinh nghiệm của bản thân thì mình sẽ giúp đỡ các bạn. Bước kế tiếp là các bạn phải có sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm, cứ quyết tâm kéo bản thân của các bạn ra khỏi cái bóng tối.
Vì nếu mà mình không kéo mình ra thì cũng không có ai kéo mình ra được, bản thân mình phải nghĩ mình làm được á thì mới được. Và cái stress là cái căng thẳng đầu óc nó xảy ra trong mỗi người của mình trong cuộc sống xã hội hiện tại, cho nên nó rất là nguy hiểm nếu mà các bạn cảm thấy mình bị stress mỗi ngày vì công việc, vì gia đình, một cái mối quan hệ không tốt, vợ chồng, thì mình phải giải thoát mình hoặc là một cái gì đó nó làm cho mình stress thì mình phải ngăn chặn cái đó đi. Công việc không ổn định thì mình phải kiếm công việc khác. Khi mà stress mỗi ngày thì nó làm tinh thần mình sẽ bị rối loạn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, nó làm mình suy nghĩ tiêu cực, nó suy nghĩ xấu đi, thì đó là cái điều mà không hay. Thì cái câu chuyện cá nhân của mình thì thật ra nắng ấm cũng khó nghĩ mình trầm cảm thì chắc cũng không, chỉ là mới cái mé mé xém xém thôi, nhưng mà như bao nhiêu đó cũng đủ cho mình cảm thấy rất là yêu bản thân và yêu cuộc sống hiện tại của mình. Đó là mình cứ nhắc các bạn hoài ở trong video của mình là sống thì phải quan tâm đến sức khỏe của các bạn. Khi mình quan tâm đến sức khỏe của mình yêu quý bản thân của mình và mình yêu quý những gì mình có thì mình mới yêu quý cuộc sống này hơn, mình cảm thấy cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Nếu mà mình không quan tâm tới sức khỏe của mình khi mà mình nằm xuống mình stress quá thì lúc đó tiền bạc cũng không mua được sức khỏe cho mình đâu, cho nên các bạn phải giữ gìn sức khỏe. Thì khi có dịp thì mình sẽ làm video để nói về cái cách sống khỏe của mình nhé. Thì có một lần thì Nắng Ấm có nghe một câu chuyện là có một bé 18 tuổi không có học giỏi ở trong trường rồi cũng được tự tử rồi. Khi mà nghe ra thì gia đình không có ai thấy triệu chứng gì, bé buồn hay gì hết và nghĩ là cái chuyện mình học không giỏi là cái chuyện rất là lớn, mình phải kết liễu đời mình, thì cái đó nó không hay. Thực ra nhưng Nam Ấm đã nói rồi, chuyện học không giỏi nó chẳng liên quan đi gì đến cái tương lai hết. Không giỏi thì mình có thể chuyển hướng học nghề này nọ, cho nên hy vọng là các em nhỏ xem video này sẽ cảm thấy có suy nghĩ một chiều hướng tích cực hơn. Còn những bạn lớn hơn, cỡ tuổi như mình thì đừng có stress nhiều về cuộc sống quá. Nếu mà cuộc sống này ông trời ông cho mình một cơ thể khỏe mạnh, một công việc làm để mình kiếm tiền mình đi làm, vậy là quá đủ rồi. Hy vọng thì video này sẽ đem đến một suy nghĩ tích cực cho tất cả những bạn cần cảm thấy yêu bản thân mình hơn, cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Và Nắng Ấm chúc các bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc và đạt được những điều các bạn mơ ước trong cuộc sống này. Thôi thì Nắng Ấm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Bye bye!